Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Ba chỉ giỡn một chút thôi. Ba đã lấy bánh vô tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Nhìn kìa, có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vì con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh vô tay của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ông à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Bữa trưa. Hôm nay Peppa và George được tới nhà của heo bà và heo ong để ăn trưa. Chào các cháu yêu quý của bà. Các cháu muốn hái rau quả trong vườn cho bữa ăn hôm nay hay không? Dạ được. Gắn chào ông. Ô chào Peppa, George. Còn đây chính là vườn rau của heo ông.
tất cả rau quả ở đây là do heo ông tự trồng. Cái gì vậy con? Không làm. Một con khủng long sao? Giờ các con hãy chọn gì đó cho bữa trưa đi nào. Peppa, con có thích cà chua hay không? Dạ có thưa ông. John, con có thích cà chua hay không? À, chó ngày mấy không thích ăn cà chua đâu ông. Vậy hả? Vậy hai đứa thích rau diếp hay không? Dạ có thưa ông. Chó không thích ăn rau diếp đâu ông. Được rồi, ông phải có cái gì đó cho chó thích mới được. Con có thích dưa leo hay không? Vậy là chó cũng không thích ăn dưa leo. Cậu ấy cũng không thích rau diếp. Và cậu ấy cũng không thích cà chua. Vậy George nè, con thích loại rau nào nhất vậy? Chocolate. Chó ngốc quá đi. Bánh chocolate không phải là rau củ đâu em. Được rồi, có thể George sẽ thích những rau quả này khi chúng được làm thành món xà lách trộn. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó. Heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa. Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George. Ngon lắm. Ôi, George đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Ồ, con ăn giỏi lắm George. Con có muốn ăn thêm không nè George? George, có phải con quá no rồi nên không thể ăn thêm cà chua, rau diếp và dưa leo không? George đã quá no để ăn thêm nữa. George, con no quá rồi, không ăn được gì nữa sao? George quá no để ăn thêm bất cứ thứ gì. Ô chà, vậy là con sẽ không ăn thêm bánh sô-cô-la này đúng không? Bánh sô-cô-la. Ôi trời, có vẻ George lại thèm ăn trở lại rồi đó mọi người. Vở diễn rối của Chloe. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi thăm gia đình heo bác và chị họ Chloe. Anh đoán heo bác sẽ lại ngủ sau khi ăn trưa giống như mọi khi cho coi. Anh à, anh không nên nói về anh trai của mình như vậy, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ nữa chứ. Nhưng đúng là vậy mà, heo bác lúc nào cũng ăn quá nhiều và luôn ngủ quên sau khi ăn. Còn ngáy rất to nữa, như vậy nè. Peppa, George, quên những gì ba vừa nói về heo bác đi nha con. Dạ được thưa ba. Vậy là Peppa và gia đình mình đã tới được nhà heo bác rồi. Con chào bác trai, con chào bác gái. Chào con. Xin chào mọi người. Xin chào anh trai. Heo bác là anh trai của heo ba. Còn heo Chloe là chị họ của Peppa và George. Chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Chị muốn cho hai em coi cái này nè. Đợi em nhớ.
sàn diễn rối mới của chị đó các em. Ba của chị vừa mới làm xong cho chị đó. Wow. Vậy chị đã làm được 2 con rối rồi. Con này gọi là Chloe. Xin chào, mình là heo Chloe. Và con này là bác của chị. Là heo bác. Xin chào bé ba, ta là heo bác đây. Chị ơi, cho em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là bé ba. Josh, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Không. Một chú khủng long sao? Em chốt gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Dạ, Chloe là một con rối khủng long cho Josh. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi. Dạ, con tới liền. Sau bữa trưa chúng ta sẽ diễn kịch rối nha, chịu không? Heo bác gái làm món mì ống cho bữa trưa hôm nay. Món mì ống này thật sự rất là ngon. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, Josh và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Ờ, anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu. Dạ xin chào, con tên là heo Chloe. Và mình là heo Peppa. Cô là một con khủng long, đáng sợ quá. Đáng của nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Hoàng hô. Tôi chính là heo bác. Dạ cô xin chào bác. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Hô hô hô, bữa trưa này thật là ngon. Bác ơi, hôm nay bác có ngủ quên và ngáy như mọi khi không? Ý của con là sao? Ba con nói lúc nào bác cũng ngủ quên. Và ngáy rất là to như vậy nè. Hô hô, ba của con nói đúng. Bác đúng là ngáy như vậy. Ô, anh à, anh không nên nói những chuyện đó về heo bác. Mẹ không nghĩ là hai anh em họ nghe thấy những gì các con nói đâu. Heo ba và heo bác đều đang ngủ quên mất. Hai người họ đúng là anh em ruột ha. Chuyện gì vậy? Vở diễn rối đã bắt đầu chưa vậy? Bạn thân. Một hôm heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cụ Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy. Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân. Peppa, sao con và Suzy không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. Mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Suzy thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, George. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình.
và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không, George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi, George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? Chót ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Bánh quy. Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Săn báo vật. Hôm nay heo bà và heo ông làm trò săn báo vật cho Peppa và George chơi. Heo bà thì đang vẽ bản đồ kho báu, trong khi đó heo ông thì chôn báu vật ở một chỗ bí mật trong giường. Heo ông ơi, ông làm xong chưa? Peppa và George sắp tới rồi đó ông à. Bà không cần phải lo, bà yên tâm đi. Peppa và người nhà đã tới. Nhanh lên đi heo ông ơi, chúng tới rồi nè. Sắp xong rồi. Cũng may heo ông vừa hoàn thành kịp đây lúc. Là xong rồi. Con chào bà, tụi con tới rồi. Con chào bà. Chào các cháu yêu quý của bà. Con chào ông. Con chào ông. Chào mấy đứa nha, các con có khỏe không? Peppa, George, hai đứa có muốn chơi trò săn kho báu không? Ở đâu đó trong giường này đang chôn một kho báu đó các con. Wow, kho báu sao? Nó ở đâu vậy ông? Các con phải là người đi săn tìm. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và George có thể đội cái mũ cướp biển của ông. Xin chào thuyền trưởng George. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa, bà rất giỏi xem bản đồ. Đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai.
Nhưng cái chài đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chài. Mọi người nhìn nè, cái chài nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Ồ, để xem lời nhắn nói gì đây nha. Ồ, nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cúp biển giùm con được không? Nhưng chữ viết của cúp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cúp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cúp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à. À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng, chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mỗi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất. Hôm nay Peppa và gia đình đi cắm trại. Bà rất thích được đi cắm trại. Chúng ta tới rồi. Peppa, George, đây là cái lều ba đã dùng khi ba còn nhỏ như các con. Ba ơi, làm sao ba biến mấy cái cây đó thành lều được? Con đừng lo Peppa, ba là chuyên gia cắm trại mà. Heo mẹ nè, em phủ nó lên trên cây cột đi. Vậy là xong, dễ như ăn bánh vậy. Mấy cái móc này dùng để làm gì vậy anh? Phải rồi, anh quên những cái móc này. Những cái móc giúp giữ lều đứng thẳng. Xong rồi. Ba ơi, cái lều này nhìn nhỏ quá. Thì lúc ba còn nhỏ nó vẫn đủ lớn ba. Nhưng bây giờ thì đúng là nhỏ thật đó. Đó là bởi vì bây giờ anh đã lớn lên nhiều lắm rồi đó anh à. Và nhất là cái bụng của ba bự lên rất nhiều. Nói tới bụng bà mới nhớ, chúng ta nấu gì đó ăn đi. Dạ phải đó. Trước tiên chúng ta đi xung quanh nhặt củi để nhóm lửa. Lượm củi thôi. Peppa và George đang đi xung quanh giúp heo ba lượm củi để đốt lửa trại. George, chị sẽ lượm củi và em sẽ khiêng chúng. Lượm củi thật là vui. Tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ để hết củi ở đây và đốt nó lên. Diêm ở đây nè anh. Chúng ta không cần diêm đâu em. Ba ơi, làm sao có thể đốt lửa mà không có quy diêm? Ba sẽ đốt lửa theo cách của những người xưa. Chỉ cần cọ hai que củi lại với nhau là được. Heo ba đang cọ hai que củi lại với nhau để đốt lên ngọn lửa trại. Ngọn lửa đâu ba? Sắp được rồi con à. Dễ như ăn bánh vậy. Bây giờ chúng ta có thể hâm súp cà chua rồi. Hãy lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Đó là tiếng gì vậy ba? Đó là tiếng kêu của những chú dế đó con. Còn đó là tiếng gì? Là tiếng chim cú. Nhìn kìa, nó ở đó đó. Còn đó là tiếng gì?
Mẹ cũng không biết nữa. Đó là tiếng bụng của ba kêu. Âm thanh trong bụng ba là âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên. Nó có nghĩa là tới giờ ăn rồi. Con rất thích súp cà chua. Ba cũng vậy. Đó cũng lại là một âm thanh tự nhiên khác của ba các con đó. Sao hả? Thôi được rồi các con, vô trong lều đi, tới giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ không vào được đâu, cái lều quá nhỏ mà. Không sao đâu con, cứ vào trong đi. Theo mẹ, em xích vô một chút được không? Ba ơi, ba quá to so với cái lều này đó. Thôi được rồi, dù sao ba cũng thích ngủ ở ngoài này hơn. Chúc anh ngủ ngon nha. Con chúc ba ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Heo mẹ, Peppa và George đang ngủ ở trong lều trại. Còn heo ba thì đang ngủ bên ngoài dưới những vì sao. Mình thích cắm trại, được ngủ ở bên ngoài với những vì sao trên đầu của mình. Nhưng có lẽ đây cũng không phải là một ý kiến hay lắm. Vậy là trời đã sáng rồi. Ba ơi, con ở trong lều rất là thoải mái. Ba đâu mất rồi? Heo ba đang ở đây. Tội nghiệp heo ba, chắc đêm qua anh ấy rất lạnh và ướt. Không biết anh ấy đã đi đâu rồi. Là âm thanh gì vậy ta? Nghe như là tiếng ấy vậy. Ba ở trong xe kìa. Sao? Anh hư, ba không bị sao hết? Tất nhiên ba không bị gì. Ba là chuyên gia cắm trại mà. Đêm qua ba ngủ ở trong xe. Tội nghiệp ba quá đi. Ba thích cắm trại. Nàng tiên răng. Peppa và George đang ngồi ăn món mà mình thích nhất, món mì ống. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Không quá làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên chó, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không?
George. Ờ, âm thanh là của George. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em George đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi. Trời sáng rồi con. Ủa? Con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa. Nàng tiên răng đã tới đó. Và để lại một đồng tiền kìa. Hắn à. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Nấc cục. Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng. George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chưa mẹ? Không được, vì George đang bị nứt cục. Nhưng em George đã hết nứt cục rồi mà mẹ. Đúng không George? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi. Nhưng con phải trông chừng George. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. Giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. Chớp, em vẫn còn nứt cục sao? Chớp, bây giờ ném bóng cho chị đi và chị sẽ chụp lấy nó. Chớp. Ôi trời, cơn nứt cục của chớp đã làm hỏng trò chơi. Chớp, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chớp, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần, bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em. Nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa,
Con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. Sót vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nấc cục cho em thôi. Hay quá, chót đã không còn nấc cục nữa. Heo ba đang đi tới với hai ly nước trái cây trên khay. Chót, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nấc cục nữa đó. Con không có nhỏ như em chót, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Con chào bà, con chào ông. Chào heo bà, chào heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long. Ồ không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi. À! Heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. À! Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con, để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay, hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. George, em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào.
Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Mua sắm. Hôm nay Peppa và George đi mua sắm. Peppa và George thích đi mua sắm. George thích ngồi trên chiếc xe đẩy. Và Peppa cũng vậy. Mẹ ơi, con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này. Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi, con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. 1, 2, 3, 4. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi, vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Mì ống. Thì ống. Đúng rồi cho. Nhưng mà con phải nói là mì ống. Thì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và George thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta? Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. Chó, em phải nói là mì ống, biết chưa? Hay. Tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên. Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chó? Không. Khủng long sao? Chó, ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Không chó, thứ tiếp theo trong danh sách này là hành tây. Hành tây, con đã nhớ ra rồi. Nó ở đây nè. Giỏi lắm. 1, 2, 3, 4. Hành tây. Con giỏi lắm. Hình như chúng ta đã đủ mọi thứ trong danh sách. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách thôi. Cái cây. Nó có trên danh sách không? Không cho. Thứ cuối cùng trên danh sách là trái cây. Không sao đâu chó. Con có thể chọn trái cây mà. Trái cây ở đâu ta? Ở bên kia kìa. Ở đây có táo và cam, chuối và một trái dưa hấu rất lớn. Chọn trái nào đây hả Sốt? Táo nha. Cam không. Hay là chuối? Trái dưa hấu. Đây là quầy thu ngân để trả tiền cho những thứ đã mua. Cà chua, mì ý, hành tây, dưa hấu, bánh sô cô la. Bánh sô cô la. Bánh sô cô la, nó có trên danh sách không? Peppa, có phải là con đặt bánh sô cô la vô trong xe không vậy? Dạ không mẹ. George, có phải con đặt bánh sô cô la vô xe không? Dạ không. Nhưng mẹ cũng không đặt nó vào mà. Nhưng là ai vậy? Anh nghĩ chúng ta cần đến món tráng miệng. Là anh hả? Thì ra là bà hả? Bà xin lỗi, nhưng mà nhìn nó ngon quá đúng không? Đúng là nhìn nó rất ngon. Cứ coi như là nó có trong danh sách đi. Hoan hô.
Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long rai. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà rót. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là vương miện của nữ hoàng đó con. Này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Sinh nhật của heo mẹ. Hôm nay là sinh nhật của heo mẹ. Heo ba đích thân làm bữa sáng trên giường cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật nha heo mẹ. Peppa và George cũng đã làm thiệp sinh nhật cho heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ.
Thật là một bất ngờ trong ngày sinh nhật đó. Và còn rất nhiều điều bất ngờ khác nữa. Em cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, không cần vội đâu. ngon quá. Nhanh lên các con, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Heo ba cũng đã làm một cái bánh sinh nhật cho heo mẹ. Chúng ta chỉ cần cắm nến lên thôi. 1, 2. Mẹ xuống đây. Heo mẹ đã ăn xong bữa sáng trên giường rồi. Mẹ tới kìa. Ôi không, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Là ai vậy? Là mẹ đây, có thể vào không? Không được. Có điều gì bí mật trong này sao? Không, không có gì hết. Nhưng em không được vào đâu. Em hiểu rồi. Heo mẹ nè, sao em không thư giãn trong phòng khách một chút? Như vậy cũng được. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Được rồi bé ba, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn bé ba. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn bé ba. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, bà nghĩ 3 cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Pepper và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và Sót đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè, mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow, mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là 2 vé xem hòa nhạc vào tối nay. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chó, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chó, chúng ta phải gọi ba và mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Dậy đi, hôm nay là sinh nhật của con, dậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào.
Và rồi heo mẹ, heo ba và Josh cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con, Peppa. Ừ. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó cho gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Hoan hô. Đây là các bạn của Peppa. Mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật cho buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Ba la cà na si mùi. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng. Quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Ba la si bùa. Cô chọn màu vàng. Dạ không. Ba la si bùa xanh. Dạ không phải luôn. Ba la si bùa đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Wow. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Ba la si bùa. Ba la si bùa. Mở mắt ra nào. Wow. Hoan hô. Bánh kem chúa cho sinh nhật của con. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Bánh kết. Vào giờ uống trà, lúc này heo mẹ có bất ngờ dành cho mọi người. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta dành cho bánh kết. Bánh kết à? Nghe ngon quá. Con thích bánh kép lắm. Mọi người đều thích bánh kép. Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kép đó. Cứ để cho anh làm. Anh có chắc không đó? Lần trước anh đã hơi bực bội khi làm cái bánh rớt xuống sàn nhà mà. Lúc đó anh không hề bực bội. Đó là tại vì cái chảo mà thôi. Mẹ ơi, hay để tụi con giúp mẹ được không? Nha mẹ. Được, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bột bánh nè. Trước tiên chúng ta sẽ cho bột vào tô này. Bây giờ cho thêm một quả trứng. Rồi cho sữa vào. Xong rồi, mình sẽ trộn tất cả lên. Mẹ ơi, cho tụi con trộn được không? Được, tất nhiên là được Peppa. Peppa rất thích trộn bột. Và George cũng muốn trộn bột. Không chó, phải làm như vậy nè.
Được rồi, trộm như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ hai con ra bàn ngồi đợi mẹ chiên bánh nha. Bây giờ heo mẹ sẽ lật cái bánh trong chảo lại. Hắn à. Em có thể tung nó cao hơn đó heo mẹ. Đợi tới lượt anh làm, anh có thể tung nó cao cỡ nào tùy anh. Cái bánh đầu tiên là cho George. Heo mẹ đổ thêm một chút siro lên bánh của George. Bánh thật là ngon. Cái bánh lần này là của Peppa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá đi. Cái bánh lần này là của heo mẹ. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta. Mẹ sẽ đếm tới ba, lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai, ba, nhảy. Bà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ta có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Cũng được. Một, hai, ba, bay cao. Bánh ngon quá đi. Ba bắt người quá đi. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ủa sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước.
và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Kem đây. Cô thỏ đang bán kem kìa mẹ ơi. Kem đây. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, cháu và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy. Và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Chót, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Khủng long. Nhưng Chót thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chót, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của George đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu, George à. Con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng bùng bước lại rồi. Chớp, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn.